Khương xin chào các anh chị. Hôm nay Khương giới thiệu với các anh chị các sản phẩm sao cạc mini siêu hay. Mã sản phẩm là K9. Dòng sản phẩm này chúng ta có thể xách đi đâu hát cũng được và hát trên cái tai nghe điện thoại của mình cũng được. Có nghĩa là mình về mình kết nối Bluetooth. Rồi cái thứ hai nữa là mình cái chữ handset á, mình găm cái tai nghe vào là mình hát luôn. Còn cái lỗ còn lại là cái chữ live, chữ clip đó mình găm vào điện thoại mình livestream luôn. Có nghĩa là về mình chỉ ghim có hai lỗ duy nhất đây nha. Và Khương sẽ test trên sao kẹt là cho các anh chị nghe âm thanh luôn ha. Test ca khúc Đoạn buồn đêm mưa trên sao kẹt K9 mini hát trên tai nghe điện thoại. Khương để trên đây ha. Cứ lấy điện thoại cứ xem lời hát. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhiêu nhung đầy vơi. Làm sao cho em còn lại cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tênh trên gạt phía quạnh nhiều. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ quen trên bao giờ ngủ. Biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm nay. Mưa vẫn lạnh lùng, mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm, bài ca em gom một đêm. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Khương bấm nhỏ nhạc đi ha, để Khương nói chuyện thêm. Nó chỉ bé xíu bằng cái điện thoại của Khương, nhỏ hơn cái điện thoại một chút. Và anh chị về cứ hát trên cái tai nghe, Khương khẳng định cái dòng dòng này nó hay hơn cái dòng V8 rất nhiều nha. Hay hơn cái dòng sao kẹt V8 rất là nhiều và rất là đẳng cấp. Khương đánh giá sản phẩm này, cái giọng chất âm nó ra không thua H9 vào rồi nha các anh chị. Và nó đủ chức năng trên đây hết. Có cả tiếng cười, vỗ tay, hôn, đầy đủ hết. Thì sản phẩm như thế nào thì Khương á, tư vấn cho các chị em nên mua gần. Cái nào hay thì Khương nói hay để cho các chị em tìm những nơi nào gần nhất để mua nha. Khương nhắc lại, không mua hàng của Khương, mua những nơi nào gần nhất. Tại vì cái dòng sao kẹt này nó rất là rẻ tiền. Cục này nó tầm khoảng 500 hơn thôi. Nên chúng ta có cái tai nghe là chúng ta xài luôn nha. Không có tốn bất cứ cái gì nữa hết nha. Các anh chị nhớ là Khương nhắc lại một lần nữa rằng mua hàng gần nhất để mình test sản phẩm luôn nha các anh chị. Rồi một lần nữa cảm ơn các anh chị đã xem Khương test sao cạc mini K9 hát trên cái tai nghe điện thoại. Một lần nữa cảm ơn các anh chị em đã ủng hộ Khương nhiều năm qua. Chân thành cảm ơn các anh chị em rất là nhiều.